Tối 6 tháng 4, bộ phim điện ảnh Qua Bển Làm Chi đã có một buổi ra mắt vô cùng hoành tráng tại rạp Galaxy. Đến tham dự, ngoài dàn cast chính và các diễn viên Quang Minh, Thuận Nguyễn, Duy Khánh, Phương Ti Ti thì còn có nhiều sao Việt khác. Đến với Qua Bển Làm Chi, mọi người sẽ cảm nhận được sức trẻ và lòng đam mê nghệ thuật của mọi người, tất cả các những anh chị trong cả ekip luôn. Tại vì mọi người đến với bộ phim này đều là mong muốn có một cái tác phẩm hoàn chỉnh nè, rồi mong muốn là sẽ có cái câu chuyện của mình sẽ được đồng cảm với lại những người xem, và Thuận hy vọng là sẽ được mọi người yêu mến nhiều hơn. Trong bộ phim thì Thuận có những hành động nè, có tình cảm và có cả hài nhẹ nhàng nữa. Bên cạnh là chúng ta sẽ hãy ủng hộ người nhà của mình, ủng hộ phim Việt Nam. Và còn một điều quan trọng mà Minh Ngọc nghĩ là đặc biệt của bộ phim này, đó là bộ phim được quay ở Mỹ. Và khi mà vào dịp lễ này chúng ta ra rạp xem phim thì chúng ta sẽ được 2 trong 1, là vừa được xem phim và vừa được du lịch nước Mỹ. Và đặc biệt là sau một thời gian mà chúng ta phải ở nhà quá lâu, ở Việt Nam quá nhiều, và bây giờ hiện tại thì chúng ta, cái cách mà chúng ta đi ra nước ngoài thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thì chúng ta ra rạp để chúng ta du lịch qua màn ảnh, và đây là màn ảnh rộng, màn ảnh rất lớn nữa, thì đương nhiên là chắc chắn là quý vị khán giả sẽ có được nhiều trải nghiệm thú vị từ bộ phim này. Dự án này rất có, nếu mà nói thì nó rất ở trong lòng của Anthony, bởi vì Anthony lớn lên ở Mỹ, thì nếu mà nói tới Dallas, Texas thì Anthony cũng khá là quen thuộc. Và Anthony khá là rất là mong đợi để coi cái phim này, bởi vì lý do là nó sẽ đem về khá là nhiều kỷ niệm với tới Anthony. Và Anthony mong mọi người cũng sẽ như Anthony và mong đón chờ xem phim này cùng Anthony dùng nhé.